Si búp đỏ dáng quái nhá. Đấy, theo cái cảnh chứ. Thì nó búp đỏ chuẩn các bạn này. Đỏ này, các bạn. Lá thấy chưa? Đấy. Có người tía này, bạn nhìn này. Có người tía này. Đấy. Hai cụ. Đấy. Trăng chịt với nhau này. Quá chưa? Quá chưa? Thiết nghệ thuật này, trang trí này. Này, kéo cốt hết này. Đấy, chi bộ được chuẩn nha. Rất nghệ thuật nha. Đấy, kiểu cột ông làm nhá nhỉ, ông tạo tác ấy. Chị này về sẽ cho lên cái chậu. Lá đỏ. Đấy, chia sẻ cái trà mình của ông sống rồi này, cái trà trăm trăm sống rồi. Sao đây này, cây này ủ các bạn này, tươi nguyên này. Đấy, quá khấn khởi rồi nhá, lá tươi nguyên không ảnh hưởng gì cả. Đấy, dễ như này này. Quá đẹp luôn cái trà. Đây, nay mình lại này, mua thêm cây ổi đây. Cây ổi này các bạn xem này. Nhiều chục năm này. Ổi này. Gốc này. U biếu hết này. Giả lắm các bạn. Trông thích. Ta. Đấy. Bạn trông nó giả như này. Đấy. Đấy, cắt ngắn lên này. Chỉ còn sai. Gốc cắt từ đây, cái cành này cắt từ đây, cái này cắt từ trên này, hay cắt từ đây lấy cái đấy, cái này cứ để nguyên nhỉ, chặt kia cho đẹp nhỉ, quá đẹp đấy, song thụ đấy. Nó thích nó già nha, theo cái cảnh chia sẻ nha. Ok.